Và để có cái nhìn sâu sắc hơn về mùa tuyển sinh năm nay thì hôm nay chúng tôi mời tới trường quay Phó Giáo sư Văn Như Cương. Cảm ơn Phó Giáo sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư, là sau khi xem phóng sự vừa rồi thì cảm nghĩ của ông như thế nào? Nếu như mọi năm khi mà đã có trong tay điểm thi rồi thì phụ huynh và các em là có biết chắc chắn là con em mình có thể được vào trường nào, nhưng năm nay lại khác, có điểm thi trong tay nhưng vẫn rất là mơ hồ về cái việc lựa chọn trường ạ. Ông nghĩ như thế nào về điều này ạ? Đó là cái tình hình rất đúng hiện nay, rất đúng với thực tế. Học sinh biết gì, biết cái điểm của mình và biết cái chỉ tiêu của cái trường, một số của tất cả các trường đại học. Trường này nhận 4.000, trường này nhận 3.000, trường này nhận 2.000. Và biết những cái em nhiều điểm hơn mình là mấy nghìn em. Ví dụ tôi được 21 điểm thì có bao nhiêu em 21 trở lên? Hết, toàn bộ là hết. Trường đại học thì biết gì? Biết rằng chúng ta tuyển được người này học sinh, không biết bao nhiêu học sinh sẽ vào, không biết bao nhiêu học sinh nộp đơn vào, tức là chúng ta sống trong một cái hết sức tù mù về thông tin. Cho nên cái việc hoang mang các em là phải. Tại sao một cái sự việc lớn như thế mà lại không lường trước bao nhiêu cái sự khó khăn xảy ra? Chẳng hạn như là nghẽn mạng chẳng hạn, để một số trường khác lại phát giấy trúng tuyển tạm thời, vân vân. Rồi các em học sinh thì phải đi từ miền xa về Hà Nội để mà ký tên vào cái bản đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, không dám gửi. Tất cả những cái đó là điều về, tôi nghĩ là cái cấp quản lý phải hình dung trước, phải lường trước. Mà hình như không ai có lường trước cả, đến một cái tình trạng mà cực kỳ lộn xộn như bây giờ. Vâng ạ, và ông vừa nhắc tới các câu chuyện mà các bậc phụ huynh ở vùng sâu, vùng xa cũng đã phải gác lại công việc hàng ngày của mình để có thể cùng con về Hà Nội hay là về Thành phố Hồ Chí Minh để có thể lựa chọn được một cái tấm vé mà có thể vào được trường đại học. Và mời ông cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Từ sáng sớm, bà Hòa đã đưa con và cháu của mình từ Bắc Ninh xuống Học viện Ngân hàng nộp hồ sơ. Thời tiết xấu, đi lại khó khăn, nhưng vì nộp hồ sơ qua đường bưu điện không yên tâm nên bà Hòa phải đích thân đưa con em mình xuống trường. Khi đợt vừa rồi xong cái là phải bàn tán nhau xem là kế hoạch để đi như thế nào, như thế nào. Bỏ công bỏ việc để mà đưa các cháu đi chứ để cho chúng nó đi một mình thế nào được. Tưởng là giảm tải nhưng chả giảm tí nào cả, mà còn mệt mỏi hơn ấy. May mắn hơn bà Hòa, ông Nguyễn Văn Hưng ở ngay trung tâm Hà Nội. Tuy nhiên thì ông cũng phải bỏ công, bỏ việc để tìm hiểu thông tin các trường xét tuyển cho con mình. Không có cái lý do gì mà không vào được giảng đường đại học với tầm 21-22 điểm ở tại Hà Nội này, rất nhiều trường đại học để mà đón các em. Thế nhưng năm nay thì đúng là nó chạy đua trong thời gian, nó như một cái canh bạc. Bây giờ cứ chen nhau để mà đua, thế bây giờ mình nộp vào rồi. Nhưng khi rút hồ sơ ra, liệu có được nhanh hay không? Cứ như mọi năm thì người ta cứ thi thế mà đỗ tầm 21-22 điểm là ta vào cái trường đấy, nó tầm 3.000 thí sinh. Nhưng mà năm nay thì có điểm số điểm đấy, điểm cái số chỉ số điểm như thế rồi nhưng mà cũng chưa chắc, nó rất là lo. Nhà xa, bố mẹ bận công việc, Dương phải một mình lên Hà Nội nộp hồ sơ. Thì cái rắc rối thứ nhất là việc tìm đường của em thì có vẻ hơi khó khăn, bởi vì là em lên Hà Nội lần đầu tiên và cũng là đi một mình nữa nên là có nhiều chuyện cũng không được hay cho lắm ạ. Và về tâm lý thì tâm lý của em thì vốn dĩ là vẫn lo lắng, bởi vì là không biết là điểm của trường năm nay sẽ như thế nào, bởi vì quy chế của bộ là thay đổi. Trong khi phụ huynh, học sinh lúng túng vì thiếu thông tin, thì với cách xét tuyển theo hình thức mới như năm nay cũng gây không ít khó khăn cho các trường đại học, cao đẳng. Cái khó khăn về phía các trường ấy, đó chính là luôn luôn phải dự tính trước những cái tình huống xảy ra trong thực tế là như thế nào và có các cái phương án để mà chuẩn bị trước. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cũng cho rằng cách xét tuyển năm nay còn nhiều hạn chế. Căn bản của phương Tây là của các nước khác là cái quyền tự chủ là của trường đại học. Cái quyền tự chủ ấy rất quan trọng, bởi vì tôi nói riêng một môn toán thì cái anh toán vào trường sư phạm khác với cái toán vào bách khoa, khác với cái toán vào tổng hợp, tức là cùng một môn toán nhưng mà cái mục tiêu ra trường là khác nhau. Vậy thì phải trao quyền tự chủ cho cái thằng trường đại học nó ra cái đề gì để phù hợp với cái nghề nghiệp của nó. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết liệt đổi mới kỳ thi chung 2015. Việc đổi mới là điều cần thiết để phát triển giáo dục.
chưa biết với cách làm mới này sẽ tạo ra những bước đột phá gì trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng thực tế thì cả phụ huynh, học sinh cho đến thời điểm này vẫn đứng ngồi không yên. Vâng, thưa Phó Giáo sư Văn Như Cương, như cái bậc phụ huynh trong phóng sự cũng nói, tưởng giảm tải mà lại không hề giảm tải ạ. Dân nói quá đúng, tôi rất phục. Người ta nói tổng kết một cái câu ấy đấy, tưởng là giảm tải mà không giảm tải. Rồi còn thêm tưởng là tiết kiệm tiền nong nhưng mà hóa ra không phải. Không phải chỉ đến đi thi, bố con dẫn nhau từ Thanh Hóa ra đây xếp hàng rồi là chưa được còn ngủ lại rồi đấy. Thì tiền nong đấy tính vào đâu? Cho nên nói giảm tải, không giảm tải. Giảm bớt kinh phí cũng minh kỳ, không bớt. Tôi không hiểu tại sao Cao Bộ vẫn bây cho đến bây giờ vẫn nói là một cái cách tuyển ưu việt như thế, giúp cho học sinh như thế, giúp cho cả đường như thế, mà không nghe thực tế như thế, người dân nói như thế nào, người ta khổ sở như thế nào, còn nằm ngồi ở nhà cũng phải 3 ngày một lần hết đến, phải đến cái thị trấn nào đó để mà xem cái, để mở mạng ra, để xin làm việc với mạng để mà xem thế này thế khác. Và đây là một cái tình trạng mà người ta đang nói là rất là rối bời ạ. Vâng. Theo ông thì trong cái mớ mà gọi là hơi bòng bong như thế này thì nên có một cái giải pháp nào để mà yên lòng các bậc phụ huynh và các em học sinh? Hiện nay mà tôi biết là chúng ta đang đi đến cái chỗ mà rối bời là càng ngày càng rối bời hơn. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến cái ngày khoảng độ cuối tháng 8 này mà xem, rồi rút ra rồi nộp vào, rồi chạy đến trường này trường kia lại còn rối rắm hơn nữa. Và quả thật bản thân tôi không biết nghĩ ra cái cách gì chữa cháy. Chỉ có điều là tôi mong muốn rằng là bộ hãy xét lại và sang năm chấm dứt cái chuyện này. Cái kiểu thi như thế này không một tí hay ho nào cả, không có đạt được một cái mục tiêu nào hết, mà chúng ta chỉ làm rối rắm hơn thôi. Và hy vọng rằng là sắp tới thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những cái biện pháp để gỡ rối cho học sinh và các bậc phụ huynh. Và xin mời giáo sư Phó Giáo sư Văn Như Cương cùng quý vị khán giả theo dõi xem ở các nước trên thế giới người ta tuyển sinh đại học cao đẳng như thế nào. Tại Mỹ, các trường đại học không tổ chức thi tuyển sinh mà dựa vào kết quả kiểm tra của tổ chức khảo thí độc lập với các cơ quan quản lý giáo dục, đó là hai cuộc thi SAT và ACT. Mỗi cuộc thi được tổ chức 4 lần một năm. Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học được gửi đơn từ 5 đến 6 trường đại học kèm theo kết quả học phổ thông trung học và kết quả SAT hoặc ACT. Các trường dựa trên kết quả này để tuyển chọn. Một số trường có thể kiểm tra thêm năng lực ngành nghề hoặc năng khiếu đặc biệt. Cũng giống Mỹ, Na Uy không tổ chức bất cứ kỳ thi tuyển sinh đại học nào. Họ chỉ xem xét thành tích của thí sinh tại trường trung học phổ thông. Quá trình tuyển sinh đại học ở Na Uy được điều phối tập trung bởi một tổ chức thuộc chính phủ và dịch vụ hành chính đại học Na Uy. Ứng viên được đăng ký tới 10 nguyện vọng. Họ được tuyển chọn theo trình độ trung học phổ thông, thêm vào các điểm thường theo ngành học đặc biệt, vùng địa lý. Còn tại Ireland, sau khi học xong trung học phổ thông, học sinh cần phải tham gia một kỳ thi quốc gia để lấy chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông được tổ chức bởi Hội đồng thi quốc gia. Học sinh không phải tham gia thêm kỳ thi đại học. Quá trình tuyển sinh được tập trung điều phối bởi cơ quan tuyển sinh trung ương. Những thí sinh muốn vào đại học chỉ cần để đạt nguyện vọng lên cơ quan này và máy tính tự động chuyển danh sách thí sinh đến các trường kèm theo nguyện vọng và điểm thi. Mỗi trường đại học sẽ xác định số lượng sinh viên cần tuyển cho mỗi chương trình và tổ chức tuyển chọn độc lập. Ở trong phóng sự thì ông cũng đề cập đến câu chuyện hãy cho các trường đại học một cơ chế để tự chủ giống như là nhiều nước trên thế giới. Vâng. Theo ông có thể chia sẻ thêm về cái cơ chế tự chủ mà các trường đại học nên có? Vâng, tôi nghĩ rằng là các trường đại học nó có mục tiêu đào tạo của mình khác nhau lắm. Cho nên rằng để nó tự chủ và cái quyền chọn tuyển sinh của trường đó để cho người ta tự chủ. Tôi vẫn nói là cái đại học người ta làm việc từ A đến Z, tức là từ lúc tuyển sinh vào cho đến lúc cấp bằng tốt nghiệp, thì bộ cho phép anh ta làm tất cả mọi việc, dạy cái gì, nhưng cái A ấy, tức là tuyển sinh, thì bộ ôm lấy. Đó là đại học. Còn trường phổ thông người ta làm từ A đến Z, người ta tuyển sinh vào lớp 1, người ta dạy, đến khi thi tốt nghiệp, thì cái Z ấy bộ lại ôm lấy. Cái kêu đó rất kỳ lạ. Trường đại học thì bộ ôm lấy cái đầu vào, rồi sau đó thì cho muốn dạy gì. Còn trường phổ thông thì bộ ôm lấy cái đầu ra, tức là cái tốt nghiệp. Thì tôi thấy là bộ ôm những cái việc là không nên. Người ta đã có khả năng đào tạo bậc học phổ thông thì người ta có khả năng, ở các sở có khả năng để tổ chức thi tốt nghiệp, đúng không? Chống quyền lên bộ. Còn người ta đã có khả năng đào tạo một cái trường đại học từ 4 năm, 5 năm gì đó, giáo trình rồi giảng dạy,
thì người ta cũng đủ khả năng để tuyển sinh vào. Tại sao bộ phải ôm lấy? Cho nên cái quyền tự chủ là rất là quan trọng. Và nếu trao quyền tự chủ, chúng ta sẽ giải thoát được mọi vấn đề, nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Cảm ơn Phó Giáo sư Văn Như Cương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.